Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and called him. You of the little faith, he said, why did you doubt? Và cho nên biết nó không có bị loại bỏ cái bàn nó cất thạc khăn rồi có vì vô rồi nào mà chúng cái lực lạc thà tìm phải phạm lắm vẫn bật bật lâu mình tích bây giờ xuống bàn dương từ rồi bụt kỳ đào dương nó lừa bằng bàn là dương đào lực bằng là tìm phải một mối phê đào phụ sơ khơi quạt đào nó lừa một bằng phụ quạt phê khai thà không phải lộn hỏi xe rạch là tiền phê khai một tay bây giờ xuống bàn mình bật tú tôi kê phim thà chỗ khá hà lan từ trong cùng khai ấy lúc Petru ban sẽ thả với ông cha bà nè lúc chỉ nè gặp trong ở một ai trung nô lực tức con ban dạy thả mò một thọ mò Petru chọc bị tước đau lực tức một rồi bèn nhị sủ một tay về con khơi chó con thấy khai ở chắc và đau lịch quát sai lang thả với ông cha ơi sốt sụt buộc hiểm hòng vậy lúc bèn nhị sủ ban lúc đại chập lộ quát ban thì dạy thả nhẹ bia chủ đưa tách na hay là với ban chỉ nhẹ mân bằng cả ấn làng thuế. So this is a famous story that Jesus walked on the water in the Bible. Và cho đi cứ chi rương đó là bay mối đại lý dây ông bi đại số đào là lượt tập. Before he died, he bring his disciple to the sea. Và môn phê quạt sáp, quạt ban dọc con sơ hợp quạt từ smart. And then in the morning, it's very dark and have the storm. Lâm nó cứ là ngất hay miên sao. And then they are in the on the boat, and then they are afraid. Và hay là phụ con sáng vì chi là lực tụ hay vì phay khai là lọc bạo bạo. Because they are afraid because dark in the very early morning and storm, and then suddenly Jesus disappeared. Và hay đời xa đặt phụ kỳ khai đời xa đặt vì prấp và lâm là ngất mưa hay là khơi hay vì biến chụp liền rồi chứ. À phong ta Buddha hết cả chứ người khơi mình phải Jesus lệch màu. And then Jesus disappeared because, and Jesus disappeared, and suddenly the disciples see that Jesus walked on the water. Ông bà cứ tha về nó cứ bắt phải Jesus để tu nào. Bạn và tay bách cái đó có khơi phải Jesus đào nó lơ tập. And then they are afraid, but the Jesus say, "Don't be afraid. That is me." Phụ quạt cái lấy khơi đau là tôi nhớ chặt nó mình lại đây đây xu thằng bạch lại đây người nhóm này. And in here, what they try to teach through this story is that don't be afraid, but because I am in your center. Bà cho nó tin ý ở quay đây cho một người dưới người ta xong cùng thấy lại giống cứ nơi chưa mà chạm mà đâu rồi bà này. So sometimes we worry some situation because we are not really clear who is in our center. Vì khá là dương mưa ở rộm thập rùi vào rộm hay khá là để ta để dương mình sẽ bắt ta để ná chia mệt chạy mặt đôi bao nhiêu. Now to say from the conclusion that we are not afraid, we are not worried as long as we are clear that the true parent is in our center. Và chẳng dương mình rùi vào rộm mình hay khá là thế nào bên nào để dương có thể dương biến true parent đâu chia mệt chạy mặt đôi bao nhiêu này. This is the message from True Mother. Jesus say, I will come again. In anticipation of Jesus' return, Christianity was founded by the apostles who had experienced rebirth through the Holy Spirit and has been sustained for the more than 2,000 years. Christianity today, however, does not understand the essence of Jesus. Jesus stated clearly that upon his return, he would hold the wedding feast of the Lamb. But this has been completely forgotten, and people are first saying, just come, please come. For Jesus to return, the only begotten daughter must surely be born. What this means is that the providence of heaven can be completed through only begotten daughter.
It means you must absolutely become one with the only begotten daughter, the mother of peace. ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលខ្ញុំនឹងយាងមកម្ដងទៀតនៅក្នុងការរំពឹងទុកនៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវសាសនាគ្រិស្តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកសាវកដែលបានទទួលបទពិសោធន៍នៃការកើតជាថ្មីតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយត្រូវបានទ្រទ្រង់អស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំដូចជាយ៉ាងណាគ្រិស្តសាសនិកសពថ្ងៃនេះមិនយល់ពីខ្លឹមសារនៃព្រះយេស៊ូវទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាពេលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់នឹងប្រារព្ធពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនជាប៉ុន្តែនេះត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទាំងស្រុងហើយមនុស្សគ្រាន់តែនិយាយថាគាត់គ្រាន់តែមកសូមអញ្ជើញមកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកូនស្រីបង្កើតតែមួយគត់ត្រូវបានប្រសូតអត្ថន័យនេះគឺថាកិច្ចការងាររបស់ឋានសួគ៌អាចត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈបុត្រីតែមួយគត់វាមានន័យថាអ្នកត្រូវតែក្លាយជាបុត្រីបង្កើតតែមួយគត់គឺអ្នកម្ដាយដែលសន្តិភាពSo, the mother is saying about the Jesus. Always she say that Jesus will come. Jesus said he will come back. បាទគេថាគ្រូគេតែងតែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកត្រឡប់មកវិញ And then why Jesus say he will come back? Because he didn't complete, so that's why he need to come back. បាទហើយព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថាគាត់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវនិយាយថាគាត់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញតែសារតែគាត់មិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចការងារដែលត្រូវបំពេញបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកវិញAnd then, so what he didn't do? បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលគាត់មិនបានធ្វើHe didn't get married. គឺគាត់មិនបានរៀបការSo that's why he need to come back again. អញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកវិញAnd then, so this is one of the key point that when we doing something else, or when we doing this kind of salvation work, alone cannot do, need to do as a couple. បាទអញ្ចឹងហើយគឺដល់ពេលណាដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារជាពិសេសកិច្ចការងារនៃការស្ដារឡើងវិញឬក៏កិច្ចការងារគឺត្រូវធ្វើជាគូAnd this speech that her mother talk this in in South America, Brazil, Jiaojin. បាទអញ្ចឹងគេថាការថ្លែងបែបសន្និសីទនេះគឺអ្នកម្ដាយបាននិយាយនៅប្រេស៊ីលបាទគឺនៅប្រទេសប្រេស៊ីលAnd then in Brazil, there is a training center. It's called a new hope farm. បាទដែលនៅអាមេរិកខាងត្បូងប្រេស៊ីលហើយនឹងហើយប្រេស៊ីលគឺមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយគឺI Ideal Farm ហ្នឹងបាទnever been there, so I don't know, but many people tell to me, oh, Hajime-san, you need to go. You need to go and suffer there. បាទខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅទីនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកហាជីវិគួរតែទៅកន្លែងនោះទៅដើម្បីមានបទពិសោធន៍នៃទុក្ខលំបាកLike some people tell me that the over there are many mosquitoes. បាទគេថាគេបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅទីនោះគឺមានសត្វមូសជាច្រើនDr. Yeon used to say, many mosquito biting him and his face become double. បាទគឺថាលោកទិញយើងធ្លាប់បាននិយាយថានៅនោះមានមូសច្រើនណាស់មូសធ្លាប់ខាំគាត់មុខគាត់ឡើងខើមព្រុលហើយBecause the many many mosquito bite and his face become swollen double. បាទដោយសារតែមូសខាំខ្លាំងពេកទៅមុខហើមព្រុលបាទAnd some insects have the poison. អ្នកខ្លះគាត់មូសខាំទៅពុលមូសពឹសចូលពេញខ្លួនអីចឹងទៅThe point is that kind of place why true mother need to go. អញ្ចឹងជាមួយទីកន្លែងបែបហ្នឹងហេតុអីបានជាអ្នកម្ដាយពិតគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងTrue mother already over 80s, and why true mother need to go that kind of dangerous place? បាទអ្នកម្ដាយគាត់មានអាយុ80ឆ្នាំជាងចេះសួរថាហេតុអីបានជាគាត់ទៅកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់Also, last time that the Somo group went to Korea, and then we have the gathering with the True Mother, and True Mother also mentioning about that. បាទចឹងកាលនោះគឺការខ្ញុំទៅកូរ៉េនោះក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបានទៅជួបអ្នកម្ដាយពិតអីអ្នកម្ដាយគាត់បានលើកឡើងអំពីកិច្ចការងារនោះ
true parents, heaven, earth, and humankind, always we are doing at the risk of our life. Do you understand what it means? This is what true mother said. Và trên đẹp đây bất có ba lời lang tha chỉ vật slap rồi nó nghe cái chi ca sđai đây chỉ vật bởi chỉ là mình tao vô nó quay để con ba lời lang thế. So somehow during that meeting, I was very much thinking about this meeting. Cao vì lòng pin cao và chúng trong cuộc kết ở pin như này. Okay, so let's go next. Everyone wants to give us great blessing, but you are not ready to receive them. From that viewpoint, this nation, the homeland of heaven's providence, must become a nation that can attend the heavenly parent. However, the Family Federation, which knows God's providence and will, is too weak. Therefore, I repeatedly ask you to restore the Christian realm. What is there to be afraid of? Christianity does not know the essence of Jesus. The essence of Jesus. Jesus' desire was to become the true parent who could embrace fallen humanity. Và tha số trong đó là dương nó bộ chơi đỏ trà còn tai nè mình toàn tìm phụ rưỡi đó đã bây tự về thì tam tu sinh ăn đúng thì chỉ chết đi chỉ miết tập hôm nay cách ca nghe robot tha số trong tai khai chỉ bởi chỉ chết đại ai châu rung chung môi phục mà đại tha số mà tôi chỉ rằng na cả đời tháp quan tu xá đại đơn vị cách ca nghe nâng chăn tè robot bé cực sỏi bay rồi trên này trong ban sông nè mà đòn hơi một đòn tiết ឲ្យ ស្ដា អាណាចក្រ គ្រីស្ទា ឡើងវិញ តើ មាន អ្វី ដែល ត្រូវ ខ្លាច សាសនា មិន បាន ដឹង ពី ខ្លឹមសារ របស់ ព្រះ យេស៊ូវ ទេ ខ្លឹមសារ នៃ ព្រះ យេស៊ូវ បំណង ប្រាថ្នា របស់ ព្រះ យេស៊ូវ គឺ ចង់ ក្លាយ ជា មាតា បិតា ពិត ដែល អាច ទទួល យក មនុស្ស ជាតិ ដែល ធ្លាក់ ចុះ Also, the why that the true mother is keep repeating saying about Christian nation. ហើយ ដើម្បី បាន ជា អ្នក ម្ដាយ គាត់ នៅ តែ និយាយ ដដែល អំពី ប្រទេស ដែល កាន់ ខាង សាសនា គ្រឹស្ត Yeah, when we saying this one and all of us, we feel a little bit lonely because we are not Christian nation. បាទ ចឹង នៅ ពេល ដែល និយាយ អំពី រឿង នេះ យើង ហាក់ បី អារម្មណ៍ វិញ ឯកោ តិច ដោយ សារ តែ អ្នក ដែល គាត់ លើក ឡើង តែ ខាង គ្រីស្ទាន ហើយ យើង មិន មែន ទេ យើង មែន អ្នក កាន់ សាសនា គ្រឹស្ត ទេ There also the ignorant Dakar was also saying this one. He whenever true mother saying this one, and he feel a little bit lonely because Nepal is not Christian nation. Và hai lục anh na đó có nó về đại lưu nè mà đại có lực lang ở pi bờ tây Christian đó lục anh na có hiện bây giờ đó là ai cao đại sao bờ tây Nepal men chiêu can sát ra cái gì But I did would like to explain why True Mother is keep saying this. và tới khi ông lực khi ông prap tha hết đấy ba chị đẹp đại có tài này dây ông pi rừng Christian nào When True Mother was born, she was born in North Korea side. nó cá pin nè mà đai gọt cá nó lừa tật đây cái này chứ thì But in that time, Korea was not divided. ai cá nó cái này cứ trâu bàn toàn chạy chỉ pi đi But Korea was suffering under the Japanese occupation. ai cá nó cứ cái này nó tụt tua rong tóc bọc nến nó cào mà này cung robot bờ tây chụp When Japan was colonized Korea, and but after the Second World War, Japan lost the war. That was yesterday, and then Japan, the Korea was liberated. và hơi Japan đã nói thì cũng từ lời bờ tây Korea và bờ tây đó về Sukriem lâu thì phí Japan tranh Sukriem Japan cứ trâu đọc lô trình trâu ban bay chạy bờ tây Korea hay là cả Sukriem lâu thì phí ban bị chập đó được chỉ trong thời gian sau mình đại là And in that time, that the nations that helped to beating Japan was America, England, and France. This is the Christian nations. và bờ tây đại trâu ban chui cà phê bờ tây Japan bờ tây bị chạy sự là quấn đôi chi bờ tây Anh Lê bờ tây Amrit hay là bờ tây Barang đại bờ tây bảy đi can sát sát kêu And these three nations, that they didn't colonize Japan back.
Normally, if you want win the war and then colonize. bà à bà tê trong bay mà hàm lại trong bay nó cứ ở ban đã là này cung từ lời bà tê chụp con với tê cả bà tê chỉ thua mà ra bà tê đại chiến sự kiện cứ tay đã là này cung lời bà tê đại tranh sự kiện The Ukraine is very much afraid because if lost, and Russia will colonize. bà ôi cái rồi ngay nó cứ thấy khá vậy ta hiện tranh sự kiện rosi đã là này cung lời bà tê ôi cái này For Israel and Palestine is exactly this problem. và Israel hay Palestine cũng cũng ta miền bánh hà bát đấy So they try to get the territory. và cũng có chi riêng nó ca rơi bộ rác luôn chạy But in that time, in the after the Second World War, America didn't colonize Japan. tại vì tây Japan và tôi bị tranh trực tiếp lược lột thì pì nữa ở miền Việt Nam cái đại này thì cùng lược Japan này They forgive Japan. thêm tiếng Anh mà đấy những Oh. bạn lực lê và phải tốt vào thì tiết Why they forgive? dù thà hai đấy ban chỉ phụ kỳ áp hay tốt vào thì còn There is no other political reason, but the reason why they forgive is because they are a Christian nation. bà chứ cái thà viết cái biết hết Paul là vô bài ra mỗi nông ca lực lê phải tốt vậy thì phải tay hết Paul thì mỗi cứ thà tại sao phải tìm hai hôm nay để chia sẻ kinh nghiệm lực lâu đó cứ chỉ phải tìm căn sasana kịch So, of course, this is the American situation, but as a heaven situation, that heaven controlled the history that time. That let America to forgive Japan, let America to help Japan, and then later when Japan grow, let Japan to help it all over the world. bà chân cứ tha cá nó cứ than xuống có thưa cái càng nghe nút tạm giả xã rồi làm rịch đấy than xuống có bạn ơi làm rịch đào tu đào lực lên nhà phi tu hãy chui cho can và tây chụp con và tao pi chụp con trai chụp tiêm được đốt hãy nó về đây chụp con bàn rịch chụp ran được đoạt lo hãy chụp con cứ tao ta chui cho can phục lục làm vậy And this is really true. As a Japanese, also, I could feel that not only in Cambodia, but go to everywhere, Japan help. và chắc cứ tha Yeah. tạm biệt nó xem ai mỉa rom thôi vẫn chỉ chẳng mến giờ cười chạy tay nhá mình men trong tay ở miền Japan chui mà can Campuchia thế và tay Japan chui và tay xem xây tu tiền hụt lột tiền Sometimes, like when I go to the restaurant like this. And people asking me that, are you Korean? And they say, no, I'm Japanese. And then they give me the good service. và chân việc là từ restaurant từ phụ Ok, đi thà này chân phụ đi hai chân tới thì xưa lúc ấy Japan thư gửi mà đợi là Japan kế ao im hộp à lò this is the reason that somehow through the Christianity and it was helpful many nations. bà chân cái ta với khác cái việc trần tam dạ nơi thang vụ sasana trước cứ ban chui một tay chỉ chào này đây So this is what True Mother actually tried to say. The essence of what True Mother is saying about the Christian nation is the you Christian or not, it doesn't matter, but please help for the other. bà chẳng hay ba chuyện niệm mà đai quạt nơi tay để xa này ca này dây đã đai đã đai vòng quạt chạy tôi chỉ vui khang Christian Christian đó người ta chung bây giờ này sát này sát này người ta tái cứ thật lâu tại chui thời gian để được when I was born, Korea was under Japan.